Xin chào tất cả anh em xem video mình nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện thử thách gọi là bot, gọi là thử thách gọi là đội hình tab nhé các bạn nhá. Đây, thì đây đội hình vẫn là của bạn Hoàng Dừa 11 Nguyễn. Đội hình có 5 con cầm bom, 8 con miner và 36 con can tút, 6 con laser, tức là con đi đâu cho xem, 3 con quick down, 6 con súng máy, 5 con bị xích chân, 4 con warrior bắn đạn lên trên trời. Lưu ý tất cả các con mình vừa nói ở thời kỳ cao bồi bạn có 15.000 tiền và chỉ được dài ở thời kỳ spot key cấm thần chết. Đi, vừa nói là ở thời kỳ cao bồi, tất cả nói ở thời kỳ cao bồi bạn có 115.000 tiền và được xài ở thời kỳ spot key cấm thần chết. Chỉ được xài ở thời kỳ spot key căng quá nhờ các bạn nhờ. Rồi để mình kéo cái này sang đây con ạ. Nào bây giờ là sao tự bị default đi con ạ. Rồi để mình xem nhá, ở thời kỳ spot key đúng không, à nhầm lộn, là thời kỳ cowboy đúng không. Đây thời kỳ cowboy đây. Cái con này là cái con xích chân xích tay này, chết cha được bạn ơi. Cái con xích chân xích tay nó ở đâu nhỉ, hay nó ở khu vực cowboy ta. Mình quên mất cái con xích chân xích tay ở đâu rồi các bạn ạ. Giờ mình thấy người ta không tìm mấy nên là mình cũng quên mất rồi. Oh my god. No. À đây, trong này. Hay quá. Vừa bảo xong là có thấy xích chân xích tay rồi. Hay quá. Đây là cái thằng xích chân xích tay đúng không? Rồi. Được rồi nhá. Bây giờ mình sẽ làm này. Được chưa? Xích chân xích tay đây đúng không? Nhưng mà làm gì có xích chân đâu. Nó mỗi xích tay thôi. Kệ này cũng chả xích chân đi lại ấy, bọn sẽ tông vào nhau. Được rồi. Đầu tiên là 5 con cầm bom à. 5 con cầm bom à. Thế cái con cầm bom thì không phải là ấy. Cầm bom thì làm gì là thời kỳ ấy ta. Thôi kệ đi, cầm bom đúng không. Đây 5 con cầm bom. Con này ném hơi xa. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tiếp theo 8 con miner. Đây 8 con miner đây các bạn, 8 con miner. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8. Thứ kệ đi các bạn, 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi 36 con cắt tút ạ. Ôi dồi ôi, cắt tút đây. 36 con này thì đứng lên đầu. Con này đứng lên đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dài thế. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Rồi 36 nhá. Nào 3 con quick round là con nào ta. Quick round. Ê từ 5 con cầm bom. À con cầm bom là con này. Lớn. Đây con cầm bom con này phải đến đầu. 4, 5, rồi quick round xem nào. 5 con quick round, 5 thuyền trưởng. À nằm lộn, 5 cái gì ta, 3 quick round nhỉ. 3 người ta còn gì ta, 3 thuyền trưởng. Không phải thuyền trưởng mà cái gì ta, thị trưởng. Không phải thị trưởng bạn ạ. Kệ đi. 5 con, 6 con súng máy và 5 con bị xích chân. 4 con, 5 con, 6 con súng máy à? Mình có súng máy chưa ta? Chưa. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Vậy là tất cả đậu xuống sông. Nghe, mình quên mất mình chưa lấy con súng máy. Mình biết con súng máy ở đâu rồi. Súng máy nó ở trong cái gầm cầu thang ấy. Trong này có không ta? Mình cũng quên mất rồi, lâu lắm rồi mình không phải. Nếu người đi vào trong tù được ấy. Đi chui vào trong tù. Nè, vậy là tất cả đậu xuống sông. Để mình xem bạn ạ, thời gian tìm này nó cũng lâu phết đấy chứ. Hình như nó ở dưới gầm này này, trong cầu thang bạn ạ. Pan can. Đâu ta? Thấy nhất cái bánh xe này. Không phải. Để mình nhớ nào, liệu phải bên này không? Hình như bên này không phải bạn ạ. Bên này không phải sao ấy. Mình nhớ nó ở gầm cầu thang. Ê đúng không? Không phải.
cái nhà ngân hàng này mình chưa bắn vỡ à? Vỡ luôn, cho nó vỡ luôn. Đâu rồi, đâu rồi? Cái pháo ở thời kỳ hải tặc đúng không? Đâu? Đây à, đâu cái ngân hàng này đúng không? Rồi, khẩu pháo đâu? Hải tặc đây rồi. Mình sẽ đặt một khẩu pháo đây, đặt một khẩu pháo ở đây. Rồi, mày này. Nào mình vỡ hộ khao cái nào. Mày này có đúng không? Có đúng ngân hàng không? À đây Việt Banh này. Tôi chết. Chà bắn nhầm nhà anh em ơi, bắn nhầm nhà. Kéo người ta lại chửi cho thằng ngu đần, ngu rốt không học. Ừ. Đây là ngân hàng coi, bắn vỡ cái ngân hàng. Bắn vỡ cái ngân hàng này. Đi vào trong ngân hàng cướp tiền đi em ơi. Oh, bắt trận. Ủa trong ngân hàng này nhiều tiền đấy. Ô nhưng mà nhiều ngoài tiền nó chả có cái gì à? Ờ lúc trước ở đây nó có cái hòm bạn ạ. Rồi xong. Giờ là phải đi tìm cái con súng máy hạng nặng bạn ạ. À, trên này có gì không? Trên này có gì không? Mình nghĩ là sau này sẽ có cái trên có cái gì đó trên đấy bạn ạ. Mình nghĩ mẹ. À đúng rồi, trong này trong gầm cầu thang. Hay rồi, cuối cùng cũng có hai con súng máy hạng nặng rồi. Background nó cũng bắn đạn trời. 4 con xích chân body, 5 con bị xích chân và 4 con body là cái gì ta? Ok. Để mình map đây. Ok, để mình kiểm tra nhá. Con body là con nào ta? Con này là con bò. Đâu rồi. Bò lorry à? Đâu, bò Rồi, trong thời kỳ đấy à? Trong thời kỳ kia chỉ có thể đấy thôi. Gatling gun. Ồ, mình không biết con Rory ở đâu ta. Bốn con Rory. À, Gunslinger. Bốn con Gunslinger mà lòng nhầm. Rồi, đầu tiên là 5 con ôm cầm bom đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, giờ đến lúc này. Tiếp theo là 8 con miner. Ở miner thì cũng gần một tí để cho nó đánh cho nó dễ quân ạ. 8 con miner ở đâu rồi? 8 con miner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thế thêm 18 rồi. 36 con cát tút. Ok. 36 con cát tút đâu rồi? Cát tút đâu? 13 cộng 36. 13 cộng 36 đúng không? 36 cộng 39. 49 các bạn ạ. Ok. Rồi. Nào. 48 49 rồi, 49 rồi các bạn ạ. Như vậy là đã xong hàng cát tút rồi. Ok. Lên đây nhé. Xóa bớt bên này đi. 43 này. 44 này. 45 này. 46 này. 47 này. 48 này. 49 này. Ok, 49 là qua đã. Rồi 49 là 36 con cắt tút, 6 con lá ớt. Đây 6 con lá ớt đây. Mình sẽ để ra xa chút bởi vì con này nó chạy nhanh mà. Đây, biết đâu có bom nhiên nổ chết thì sao. 1 2 3 3 4 5 6. Rồi. Lá ớt. 5 con bị 5 6 6 khẩu súng máy con ạ. Ồ, 6 khẩu súng máy. Súng máy thì để cũng gần chút. Đây. 6 khẩu súng máy à? 1 2 3 bên này nữa. 1 2 3. Rồi 6 khẩu súng máy. 5 con bị xích chân. 5 con bị xích chân à? Xích chân đâu? À xích chân trong này đúng không? Đây rồi. Con này thì húc húc nên là mình sẽ cho 5 con bị xích chân đây. 1 2 3 4 5 giờ đang bị xích chân. À, 4 con Roy Perry và 5 con bắn đạn lên trời. Từ 5 con bắn đạn lên trời trước. Roy Perry con nào ta? 5 con bắn đạn lên trời. 1, 2, 3, 4, 5. Để mình xem con Roy Perry là con nào nhá. Thời kỳ cao bồi đúng không? Đây mết à. R, có chữ R đầu tiên. 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 Roy Berry con nào ta? Năm con Roy R B B B E R I à. R B E R I. R B E R I. Lady Redder không phải. Nhìn lại xem nào con Roy Berry ở đâu ta? Wait a minute. Còn đúng cái con banh này đấy các bạn. Ờ còn đúng cái con banh này là thời kỳ cao bồi thôi. Cái tìm mà Rubber này. Khả năng là không có con Roy Berry đâu các bạn. Tôi kể 4 con Rubber đây.
Mình có rút bờ đúng không? Ok, 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 con anh trai đen khỉ hòn. Thì đây, 5 bạn lên trời. Lưu ý cho mình vừa nói ở thời kỳ cao bồi, bạn có 15.000 tiền và chỉ được xài thời kỳ sport key chứ thần chết. Ảo thật đấy, hình như bạn này có máy tính sẽ chỉ được xài thời kỳ này thôi à. Thẳng quá nhờ, bạn 42.000 mà chỉ cho mình xài 15.000, ok. Mình sẽ thử xem nhá, 1, 2, 3, 4, 5, mình sẽ cho 15 con này xem nó có càn quét được không. Chứ còn đội hình này mình thấy nó không càn quét nổi đâu. Mình sợ nó nổ cho chết ấy. Ờ, bạn này IQ quá. Ừ, bạn này căng rồi bạn ơi, căng rồi, căng thẳng rồi. Rồi xong, red thắng luôn. Không được xài thằng chết à. À chà chà, mình sẽ để 2 khẩu pháo ở đây, 3 khẩu pháo ở đây. À, sẽ cho một hàng cung ở đây các bạn ạ. À chết chà, đồng ý là hàng cung ở đây đúng không? Rồi, một đúng pha bài đi. Ê, pha bài đây. Tầm 10.000, mình cho 10.000 đi các bạn. Rồi, 9.000 thôi. Còn cái bọn này nó yếu lắm, bạn ăn đúng một đấm chết luôn. Từ từ để mình nhắc gì. À, ảo thật đấy. Không được sử dụng con kia thì mình quyết định mình sẽ sử dụng kiếm sĩ phép thuật đi. Ok, 2, 3 con kiếm sĩ pháp thuật. Còn 12.000 mình sẽ cho nốt vampire đi. Mình còn mấy chục nghìn nữa mình sẽ cho nốt vampire. Và xong bên này nữa. Bạn đâu có cấm mình điệu. Ở chết cha, 15.000 cơ mà. 15.000 thôi. Ít tiền quá con ơi. Không biết mình có ăn lại không. Khá lắm ăn nữa. 130 cái đội hình này. Mình đẹp đấu suốt. Còn lấy gì mình thôi, mình cầm con này đi. Từ từ. Bao nhiêu tiền? 15.020 à, thôi bỏ đi. Đúng thời kỳ sport key của bạn nhá. Nào, mình sẽ nhập, mình nhập vào một con. Đây, mấy cầu đá cũng được. Kataku. Ô, bật. Ô, sao nó cầu, cầu chuối thế. Cố lên. Nào, Kataku của mình bạn ạ. Ồ, mấy cầu đá Kataku. Này thì con ngựa này. Này thì con ngựa. Quá chuẩn luôn, quá ngon luôn anh em ạ. Ui, mình thấy là nó hợp lý gì đâu anh em ạ. Ui, sợ nó bóp chim ấy các bạn, sợ nó bóp chim đồng đội ấy. Ui, sao bọn này đông kê. Khỏe quá mọi đời, không ăn lại được kìa. Khỏe thật đấy. Rồi, ấy. Thôi chết, mình nhớ tay mình xóa bên này rồi. Chiếu con Kataku. Ok, chất thừa luôn này. Sau đó là 8 con miner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó là 8 con này, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, có 5 con này thôi các bạn. Nó khó gì đâu anh em ạ. Mình không biết bạn có tính là mình có thắng được không, nhưng mà thấy là cũng khó đấy. Mình cho con này để câu giờ cho con này nó bu vào đây. Sau đó mình sẽ cho một đống con này. Ồ, một đống là vampire con ạ. Ừ, ma cà rồng. Ok, từ từ xem nào. 13.000 à, 13.000 mình mua được đúng 2 cái máy cầu đá nữa. Ok, 2 máy cầu đá nữa. À, từ chết, phải sắp xếp đội hình. Đội hình sao cho nó hợp lý ta. Ờ, 8 con quick. Ô chết cha. Thiếu thuyền trưởng các bạn ạ. Ờ, thiếu ấy. Thiếu quick down. Rồi, 5 con quick down đúng không? 3, 1, 2, 3. 3 con quick down này, xem nào. Thiếu con nào nữa không ta. Là ốt kích đao 5 con bị xích rồi. Đấy, blueberry 4 con blueberry bắn đạn lên trời, 5 con cầm bom. Ôi chết cha, mình cho bằng 78 mà lấy bằng 42 thôi mà. Thôi kệ đi. Rồi, em xem đây. Từ từ xem nào. Đội hình như vậy được chưa ta. 15.000 tròn con ạ. Rồi, chết cha, nhanh. Mình đang định chỉnh cái gì mình quên mất được bạn. Đây đúng rồi, chỉnh 2 cái máy cầu đá này. À, này bạn cho IQ vô cực thế. Mình thế này làm sao mình ăn lại được. Đã thế mình cũng chơi IQ luôn bạn. Mình chạy qua đây mình đốt chết cái con kia trước bạn ạ. Đốt chết cái con súng máy này trước. Này thì này. Spec nhờn. Đúng rồi, đốt chết con súng máy trước ấy. Đúng rồi, máy cầu đá cắt tắc khu. Lát qua rồi. Cậu như là bạn đông người. Quân quá, quân nó đông quá. Đào cậu vào đấy, đúng rồi, cậu ở giữa ấy. Ơ kìa, sao mình lại như thế chứ. Mình sẽ chơi bẩn. Chứ còn mình chơi sạch thì còn lâu mới ăn được bạn ạ. Ờ, chơi bẩn cũng đã ăn luôn. Sao nó khỏe thật đấy bạn ạ. Ờ, nó khỏe quá. Mình sẽ cho 15 cái máy cầu đá xem nào.
Ở chắc chà 15 thôi. Đấy, rồi 15 thôi. Đỡ lát thôi bạn. Nào, xem 15 mấy cậu đá đây. Kataku. Kataku. Cậu nhanh ơi. Cậu. Rồi rồi giờ với cậu quân ạ. Chết địch đông ấy, địch chết đông ấy. Mỗi tội cái bọn kia nó đâm. Khổ thế. Không sao quân ạ. Thế cũng được rồi. Đấy, chết hết liền. Đông tê à. Mình phải bớt 2 đến 3 con đi. Rồi, còn bằng này thì khoảng 11 con thôi. Còn 1.000 thì 11.000 thì con kia thì bị tầm xa khắc chế này. Mình sẽ cho một ít con này tầm 13.000 đi. Sau đó mình sẽ cho mấy con cung nữa. Ông 16.000 đâu nói. 14.500. Ok, rồi được rồi. Let's go. Mình sẽ sử dụng con này để bay con ạ. Mangan liền. Này này, này. Ôi trời, bê quả tiền khổng lồ tê à. Toa này làm sao quân mình đỡ được. Bắt lấy nó. Không giết được à. Rồi xong, vậy là kết thúc rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Sao nó khó tê nhờ. Cấm thần chết à. Và chỉ được xài thời kỳ sờ bót kì. À, thời kỳ sờ bót kì vẫn còn đúng không? Không. Ê, phiên bản cũ nên thời kỳ support key nó không có á. Thôi xong, quả này căng, quả này căng rồi. Để xử lý được cái lớp trên này thì mình cần mấy... Ít nhất là phải 4 cái máy con ạ, 4.000 đi. Còn để tụ tập con này lại một chỗ thì mình sẽ cần những con này. Mình sẽ cho đông đông một chút. Bởi vì là nếu như mình làm vậy thì bọn này sẽ bu vào nhau, nó sẽ tự bóp giá nhau, bắt chim nhau. Còn mấy cái con đằng sau đít này thì mình vẫn chưa nghĩ ra cách. Mình sẽ cho tạm mấy con cung này đi. Sau đó mình sẽ cho mấy con vampire này tầm 13.400. Sau đó mình cho một con kiếm sĩ phép thuật ở đây 14.400. Cho hai con này nữa là vừa. Rồi được rồi. Mình sẽ điều khiển con kiếm sĩ phép thuật cơ đã. Mình sẽ lươn lươn mình chạy qua đây quân ạ. Ý trời ơi. Ngon chim liền. Liệu có lẽ nào đúng như sách, có đúng như sách vở hay không? Ôi sợ con này bị bắn chết luôn ấy. Nhìn này. Ôi trời, bị bắn chết được bạn ạ. Không ăn lại đâu. Nào, kinh vãi quá ạ. Đội hình của bạn ghê vãi à. Cậu chết đi. Đúng rồi, hai có cơ hội. Có cơ hội. Đúng rồi, có cơ hội. Từ đây mình nhập vào con cung. Ui, chết rồi, con này nó khỏe quá. Mình không được dùng thời kỳ nào khác ngoài thời kỳ support key à. Căng quá nhờ. Thôi mình chơi bất cần đời luôn các bạn. Mình cho tới tận là bao nhiêu con đây? 75 con vampire con ạ. Nào, quân đoàn vampire sớp lên. Cắt chim nó, đúng rồi, lên. Em cắn nó, đúng rồi. Vampire hơi bị mạnh đấy, các bạn đừng có đùa. Vampire hơi bị mạnh đấy, ui dồi, tiền bung ra này. Tiền nhiều đấy làm gì. Tiền nhiều là đấy làm gì. Mình sẽ chui vào hòm tiền các bạn ạ. Anh ra điện khi ngon trong này này. Mình quay mặt đi thì nó không lag mấy, nhưng mà mình quay mặt lại thì nó lag vãi shit à. Khẩu này bắn càng nhanh bạn ạ. Càng bắn càng nhanh, càng tê. Nó thế nó mới khổ như thế này. Ê, cái này bay rồi. Ê, bị bắn phát bay tí. Tập. Red win rồi. Khó quá con ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mình sẽ cho phun cung lửa luôn. Xem vào đấy nó chống được không nhá. Ok. Chứ còn giờ mình hết kế hoạch được bạn. Khả năng lần này bạn sẽ thắng rồi. Đội hình căng quá con ơi. Chỉ được xài thời kỳ support key. Khổ thế. Mà thời kỳ support key nó toàn con yếu như. Mà có mỗi con thần chết là mạnh nhất. Mà không cho dùng thần chết. Nhưng mà mình thôi, mình quân thủ đúng luật thì luật là luật. Thế nó dễ. Ôi dồi, một con cung này. Chết sạch luôn. Không còn một cái nịt gì hết. Đã thêm mấy con kia nó còn đỡ được cung chứ. Ok, bỏ đi con này chịu rồi. Pung King là không được rồi. Cho con đầu nến đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Đầu nến cũng có khả năng ấy. Nhưng mà mấy vật nó xa kia kìa. Vật nó xa kia mới là nguy hiểm kìa. Nếu như bỏ được mấy vật nó xa kia thì đầu nến mạnh phết. Những cái con mà bắn xa này, ví dụ đầu nến như này, chọi cho chết luôn này. Không kịp vào luôn này. Đấy nhờ, đầu nến nó phải thế. Nhưng mà Cái con Lyot kia nó phá cho nát. Rồi giờ chỉ còn nước. Đây là đội hình cuối cùng của mình quá ạ. Đội hình
người ta gọi là lấy thịt đè người, lấy xương đè người chứ lấy thịt đè người ở đâu đúng không? Đội hình lấy xương đè người cũng là quân đội kinh hoàng. Ok, xong con đi. Let's go. Đây, sau đây là trận chiến giữa các giữa hai quốc gia, giữa quốc gia Dung Thái Ba và giữa quốc gia Hoàng Rùa 11 Nghiễn. Trận đấu chuẩn bị, vì trận đấu hơi lag nên chúng ta quyết định mình sẽ đứng ra đây nhìn ra chất con ạ. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Hai team bắt đầu lao vào nhau với tốc độ bàn thờ. Bên này đang có tiền, bên này thì khá vip. Đây, bên này đang có tiền con ạ, tiền chạy này. Tiền gì đây, chờ. Ra đây là một đồng tiền táp. Tiền táp giá 1 triệu đô. Táp simulator. Đúng là chất lượng luôn. Bên này có tiền, bên này có đúng một những bộ xương thôi. Chúng ta cùng đầu tiên chúng ta cùng qua những bộ xương nào. Những bộ xương đi có vẻ rất là thưa thớt. Nhưng không sao, với số lượng kinh hoàng. Rồi, ấy là lắc 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 lắc. Hai team bắt đầu lao với nhau. Xương rồng bắn cái gai là cho đây như này mất khá nhiều máu, nhưng không sao. Với số lượng đông đảo của mình, liệu anh ta có chiến thắng được không? Tiếp tục sang bên những anh cầm khẩu Gatling gun nào. Gatling gun ơi, Gatling gun. Thanh niên này có vẻ như là có thanh niên đã nổ súng rồi. Anh trai đen kêu hòm đã bắn. À không, chính xác là khẩu pháo nó bóp trái. Ừ, chính xác khẩu pháo nó bóp trái. Bất cần. Một khúc gai rơi vào người anh ta. Cuộc chiến có lẽ sắp đến hồi kết rồi. Nhất rất nhiều xương nó tan rã con ạ. Mình để mình kiểm tra xem có một ai đã hiểu chưa. Và chỉ có những thanh niên diamond là những thanh niên yếu nhất mà. Đã có một anh xương rồng đã phải đi bộ đi được bạn. Rất tiếc cho anh. Mới vòng tuyển xe mà anh đã hiểu rồi. Nhưng mà không được rồi. Quân đội của Vin địch quá là đông đảo đi. Một anh la chót này mỗi lần đi qua đều để lại một đống thương đau, hút quá phát chết luôn. Thế này thì làm sao mà chống được. Vâng, chúng ta cùng để cho trận chiến giật lát trận chiến siêu lát của chúng ta. Vâng, có vẻ như là thế trận nghiêng về vương quốc của rùa Nguyễn 11 rồi. Ta không thể ăn lại được bạn ạ. Thôi, lần này là mình chịu thua bạn luôn quá. Chịu thua luôn nhá. Lôi. Chịu thua luôn nhá. Chịu thua luôn bạn. Chứ còn không được đâu. Không được đâu. Nó khó lắm bạn. Rồi, để mình cho, nếu như mình được dùng tất cả các thời kỳ thì mình sẽ thắng chắc rồi. Để mình thắng cho vinh dự đó chính là mình dùng tất cả các thời kỳ để mình chiến thắng bạn ạ. Đây, cách đơn giản nhất mà vừa hiệu quả vừa đơn giản anh em ạ. Được rồi. Vừa hiệu quả mà lại vừa đơn giản. Ê, nên mày có phải sướng không? Hợp lý không? Cho con này đi, cho con này đây. Cho con này đi, cho con này ở đây. Rồi. Vừa hiệu quả mà lại vừa đơn giản. Nghe nó vừa uy tín luôn ạ. Ok, từ từ xóa hết bên này đi. Một con được bạn, một bên nữa cũng được. Một bên cũng được bạn ạ. Tầm mình chưa dùng hết tiền nhá. Để xem nào. Vừa hiệu quả mà lại vừa đơn giản. Nào, địch lao đấy. Ôi trời ơi. Đây là cách để chiến thắng đội hình này dễ nhất. Vừa hiệu quả mà lại vừa đơn giản. Mỗi tội bạn này khôn quá. Bạn bảo mình chỉ được dùng mỗi thời kỳ Sparky. Này em nhìn này đấy. Mình sấy chết sạch luôn. Không còn một đứa nào luôn bạn. Thì cắt chưa. Trời. Này nhá. Đấy chỉ là xe tăng thôi nhá. Chuyển sang con khác này. Tiếp theo sẽ là con nào ta. Đâu rồi ta. Nhớ nè. Không phải con này. Không phải con này. Không phải con này. Không phải nốt. Đây đây người quạ con ạ. Ừ người quạ đây. Đây là một trong những chiến thuật vừa hiệu quả mà lại vừa đơn giản đây chứ còn gì nữa. Mình chỉ cần con la rót kia chỉ cần lao tới thôi nha. Nó thế này. Ôi dồi ôi. À mà cái này nó cũng không hiệu quả mấy bạn. Bóp chim mà. Cái này không hiệu quả bóp chim mấy bạn. Nó bóp chim ấy. Không, mình nghĩ cái này là cực kỳ hiệu quả luôn này. Ai bảo không hiệu quả đi. Cho mấy con này luôn ba con thuốc luôn bạn. Cho nó ném bọn kia cho thoát hết cả cu. Rồi đây bạn, đây rồi. Lãnh ngựa con ạ. Đi xuyên qua ngàn bao tấc phong ba. Ta vượt qua. Đù. Nó tự bóp chim đâu ạ. Ngoài nó sẽ tăng ra thì còn con nào có thể ăn lại được đội hình này không ta. Đó chính là URL. Đúng rồi, URL. URL có thể làm được bạn ạ. Nào, mình chắc chắn là URL có thể làm được vì tầm ném của nó xa lắm bạn. URL.
đấy em thấy chưa, mình bảo rồi UR là có khả năng thắng được mà, ai bảo là không thắng được đâu đúng không? Này này thì này thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, đã thế đem nó còn ném đạp lan nữa đấy 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 đấy, mấy cái thằng này tuổi tôm. À đủ súng máy Gatling gun bắt đầu bắn rồi. À đủ, ui bọn này tính kỹ tê nhở, tính kỹ quá mọi người, mình nghĩ không ăn lại được rồi. Nhưng mà thôi, chắc là tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở video sau nhá. Bye bye mọi người. À trước khi bye nhớ để cho mình một like xem đăng ký nhá.